Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Roger's Official. Trong chuyên mục tối nay, mình sẽ tiếp tục gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Câu chuyện có tựa đề Hà Nội Trốn của tác giả Bunny Boy qua diễn đọc của Mạnh Thắng. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và trở thành hội viên bằng nút tham gia để không bỏ lỡ nhiều chuyện ngắn khác về đề tài đồng tính nhé. Thói quen của công việc, hắn hay ghi chú vào quyển sổ tay nho nhỏ luôn mang theo mình. Ngoáy vội vài dòng, mọi lúc, mọi nơi, cốt là để không tuột mất một ý tưởng nào đấy vừa lóe ra. Nhưng mở đầu của một dòng viết mới luôn luôn phải là địa điểm hắn đang ở lúc đó. Mà cái cách hắn viết địa điểm cũng lạ lắm. Nếu không phải là hắn thì chẳng ai đọc mà hiểu được. Ví dụ thế này. Góc trời hình vuông cũ kỹ như mọi hôm, ý tưởng mới cho project sắp tới. Thật ra cũng không có gì là kỳ bí quá ở đây. Hắn thích ngắm nhìn mọi việc qua một khung cửa sổ hay một lớp kính nào đó. Hắn thích như thế. Mà cửa sổ thì có cái nào giống cái nào đâu chứ. Mỗi cái một kích thước, một hình dạng. Ừ thì hắn thích là vì thế mà. Bầu trời nhìn qua một ô cửa sổ hình vuông thì sẽ là hình vuông. Nhìn qua một ô cửa sổ hình tròn thì sẽ là hình tròn. Những góc trời, mây, gió khác nhau mà hắn tự đặt tên. Và tất nhiên, một mình hắn hiểu ý nghĩa. Lại chạy trốn hả? Thuấn mỉm cười nói. Gì mà chạy trốn chứ? Dùng từ kiểu gì vậy? Hắn đáp lại, rồi cũng mỉm cười. Khoảng trời của ngày hôm nay chỉ là một khoảng xám ngoét, chiếm chưa được 1/10 tầm nhìn từ cửa sổ. Nhà chọc trời san sát nhau, lấy đâu ra nhiều khoảng trời để mà nhìn. Dù rằng quán cà phê Highland phố nhà thờ này, cửa sổ bằng kính sáng loáng cũng chiếm gần hết chiều cao của bức tường rồi còn gì. Hôm trước xem phim truyền hình Việt Nam có câu thoại thế này. Nếu bố mẹ cấm thì chúng ta cứ cưới nhau rồi vào Sài Gòn sinh sống. Ây da, Sài Gòn đã là miền đất hứa, miền đất của cơ hội, của sự tiếp nhận và của độ lượng trong suy nghĩ nhiều người từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ tôi thấy người Hà Nội suy nghĩ về cái này còn có phần thoáng hơn cả Sài Gòn ấy chứ. Như tôi đây, cả công ty có ai mà không biết giới tính của tôi. Nhưng mà có vấn đề gì đâu, càng vui. Tuấn vừa nói vừa cười ha hả. Hắn cũng cười, thằng bạn thân của hắn tính khí cứ bốc đồng như thế, sống cứ vui vẻ, chả lúc nào thấy buồn bã gì như thế, ai mà không yêu quý nó cho được. Bỗng Tuấn ngừng cười, cúi xuống quấy khuấy cốc cà phê đã kịp nguội chỉ sau dăm ba câu chuyện phiếm, rồi có vẻ tư lự nói. Sao đùng một cái lại kêu chuyển vào Sài Gòn sống thế? Xưa nay vốn yêu Hà Nội lắm cơ mà. Thấy không khí trùng xuống, hắn đùa. Ừ thì đúng là chạy trốn đấy. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi. Trốn cho nhanh không thì bố mẹ giục chuyện vợ con rồi đây này. Cháu đích tôn có khác à. Nhưng mà trốn được bây giờ chỉ có trốn được cả đời đâu. Vài ba năm nữa bố mẹ lại trả vào tận nơi, lôi cổ ra cho bằng được ấy chứ. Mà kể cũng hay, giờ cứ thấy ai bế tắc với buồn chán, thất tình là lại chuyển vào Sài Gòn sống. Chắc tôi cũng chuyển vào đó ở luôn quá. Tuấn lại vừa cười ha ha vừa đáp. Hắn cố tình hay là vô ý không nghe rõ câu nói đùa của Tuấn, cố ngoái cổ lên cao để ngước nhìn vệt trời xám ngoét, rồi trả lời bâng quơ nho nhỏ. Lại sắp mùa đông rồi. Hà Nội mùa đông ai mà có đôi có cặp thì thích thú lắm, mà cô đơn thì tha hồ mà lạnh lẽo buồn bã. Sài Gòn có mùa đông đâu, trái tim nào đang héo hắt vào đó biết đâu được hong khô, tươi mới trở lại. Tuấn lại khuấy khuấy cốc cà phê, lần này không ngước nhìn lên, mắt vẫn nhìn vào dòng xoáy màu nâu trong cốc, hỏi. Vẫn nhớ hả? Vệt trời nhỏ xíu kia vẫn cứ xám ngoét. Hắn trả lời.
Nhớ gì mà quên gì? Đã có quên đâu mà có nhớ. Sáng nay hắn chạy lên công ty để nộp đơn xin thôi việc. Sếp nhìn đơn xin thôi việc của hắn, chau mày. Công việc đang tốt thế, sao tự dưng lại nghỉ hả em? Đùng một cái kêu chuyển vào Sài Gòn sống. Vào đó lại kiếm việc, làm lại từ đầu cũng khó khăn, mất một thời gian. Nói đến thế, rồi sếp hắn ngừng. Sếp hắn biết tính hắn đã quyết cái gì thì chả ai cản nổi. Chỉ tiếc hắn là một nhân viên giỏi, nói một cái đi là đi, chẳng biết khi nào mới tìm lại được một nhân viên như thế. Nhưng mà biết làm thế nào được, sếp hắn nói. Thôi được rồi, lúc nào ra Hà Nội lại gọi anh em cho công ty đi nhậu nhé. Vâng, nhất định rồi ạ. Từ công ty về nhà hắn phải chạy qua đường Thanh Niên. Một bên là Hồ Tây, còn một bên là Hồ Trúc Bạch. Hắn tấp vào lề đường rồi dắt xe lên vỉa hè, ngồi xuống một ghế đá còn trống. Hồ Tây hôm nay đã 8-9 giờ sáng rồi mà vẫn còn sương phủ. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội cũng đã 20 mấy năm, nhưng đây là lần đầu hắn ngồi ở ghế đá công cộng thế này. Một thằng con trai đúng kiểu Hà Nội, da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, dáng thư sinh, quần áo lại hợp mốt, mà lại ngồi tư lự ở ghế đá bờ hồ như ông già vậy. Vài cô nàng xinh đẹp đi qua, nhìn hắn cười, chắc là thấy lạ lắm. Hà Nội thật đẹp, trời Hà Nội cũng thật đẹp, và ừ thì con gái Hà Nội cũng đẹp, nhưng riêng món này là hắn bó tay. Nước Hồ Tây sóng sánh và xanh thăm thẳm, nhìn những đôi tình nhân đang chèo thuyền, hắn cười lẩm bẩm. Trời lạnh thế này mà còn đưa ra Hồ Tây chèo thuyền với chả đạp vịt, thiên hạ lắm người hâm thật. Nói thì nói thế, chứ nếu được thì hắn cũng muốn được hâm như thế. Không phải là vì bây giờ hắn đang cô đơn không yêu ai, mà kể cả khi đang yêu thì chuyện hai thằng con trai đi chèo thuyền ở Hồ Tây cũng thật là chuyện không thể. Hắn đưa tay tháo chiếc kính mát màu nâu, hơi đưa ra xa, mắt vẫn nhìn qua hai tròng kính. Bầu trời bây giờ nằm gọn trong hai khoảng màu nâu rõ rệt, nhìn thật lạ. Hắn cứ thế thích thú ngắm nhìn khoảng trời của riêng hắn, cho đến khi nắng hừng hẳn lên, xuyên qua làn sương mỏng manh còn sót lại, chiếu vào làm chói mắt hắn thì hắn mới chịu dừng. Hắn cố hít đầy phổi không khí một buổi sáng cuối thu đầu đông của Hà Nội, tự nhủ từ giờ cho đến trước khi đi sẽ cố gắng đi lê la khắp Hà Nội một lần nữa, ăn cho hết chán những món ăn Hà Nội mà hắn thích, tận hưởng cho hết những gì hắn yêu ở Hà Nội. Nghĩ thế hắn cười rồi đứng lên dắt xe ra về. Ngày đi hắn không cho một ai đi tiễn cả, hắn sợ thấy mẹ hắn khóc, để rồi hắn sẽ thấy như hắn là một đứa con bất hiếu. Hắn sợ Tuấn sẽ không cười ha hả nữa, để hắn sẽ tự thấy hắn là một thằng bạn tệ hại, coi trọng mấy kỷ niệm tình yêu cũ kỹ còn hơn cả bạn thân. Hà Nội hôm ấy không khí cứ bàng bạc một màu. Làm thủ tục check-in xong, đang kéo lê hành lý đi về phòng chờ thì hắn bỗng thấy một bóng hình quen thuộc. Chỉ nhìn từ xa thôi, hắn cũng nhận ra cái dáng người rong ròng cao ấy, nhận ra đôi mắt đen sâu thẳm ẩn sau cặp mắt kính trí thức ấy. Và hắn cũng nhận ra người đi bên cạnh người ấy không còn là hắn nữa. Có lẽ người ta đang hạnh phúc, cứ nhìn nụ cười kia thì biết, cả anh chàng kia nữa. Hắn thấy cậu ta cứ cười hoài, cười mãi, cho đến tận khi khuất dạng khỏi sảnh của sân bay. Lúc ấy, hắn như muốn hét lên rằng, hãy quên đi mấy thứ triết lý vớ vẩn, rằng thì là yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc. Quên đi,
Hắn đau, đau lắm. Ngồi trong phòng chờ, nhấp vội một ngụm cà phê nhạt nhẽo, gửi vội một cái tin nhắn cho Tuấn. Tao đi nhá. Rồi lại nhìn qua lớp kính dày ra ngoài trời. Hà Nội hôm nay bàng bạc và u ám. Tiếng loa rè rè vang lên, giọng thông báo đều đều về chuyến bay Hà Nội Sài Gòn sắp khởi hành, mời hành khách mau chóng ra cửa. Hắn đứng dậy trả tiền, kéo hành lý lững thững hòa vào dòng người, lòng tự nhủ không còn gì nối tiếc và níu kéo nữa. Hà Nội hôm ấy bàng bạc và u ám, có một kẻ chạy trốn. Sài Gòn vừa mưa rào rào xong, giờ thì nắng lên chói chang. Nhìn từ cửa sổ phòng làm việc của hắn tại tầng thứ 15 của tòa nhà là cả một vùng trời xanh ngắt. Vẫn còn sớm, chưa đến giờ làm việc. Hắn cầm ly cà phê sữa đá đứng bên cửa sổ, từ từ thưởng thức khoảng trời của riêng hắn. Cũng đã hơn một năm kể từ khi hắn chuyển vào Sài Gòn. Công việc và cuộc sống đều thuận lợi. Thế nhưng riêng chuyện tình cảm thì vẫn chẳng tiến triển gì mấy. Những người thích và muốn đến với hắn thì chẳng thiếu. Xấu có, tốt có, muốn lâu dài có, mà chỉ muốn tình một đêm cũng có. Nhưng hắn hoặc là giả vờ không biết, hoặc là cứ tự tìm cách lảng tránh. Nhiều khi hắn nghĩ có lẽ là hắn mất cảm giác yêu thật rồi. Đưa tay lên ngực, hắn lẩm bẩm: đã đủ thời gian để nắng Sài Gòn hong khô trái tim này chưa? Hôm nay là cuối tuần, tan sở sớm, hắn cũng về thẳng nhà, tự nấu nướng qua loa rồi ăn cho qua bữa. Suốt thời gian qua, hắn chỉ biết đến công việc, vì hắn cũng chẳng buồn đi chơi. Hắn tự thấy lòng mình trống trải, thấy thiếu thiếu cái gì đó mà không thể giải thích được. Mở vô tuyến lên tìm phim để xem, vô tình lại đúng bộ phim mà ngày nào Tuấn nói: nếu bố mẹ cấm thì chúng ta cứ cưới nhau rồi vào Sài Gòn sinh sống. Hắn cười, thấy nhớ thằng bạn thân quá. Bỗng chuông điện thoại reo, là Tuấn gọi. Nghe tiếng ồn là biết Tuấn đang ở trong club. Alo, khỏe không? Tuấn như hét lên để át tiếng ồn. Ông mà chết đi chắc thiêng lắm đấy. Tôi ổn cả, có chuyện gì thế? Chuẩn bị xin nghỉ phép nhé, ra Hà Nội ăn cưới tôi. Hắn ngạc nhiên quá, cả gia đình và bạn bè của Tuấn đều biết Tuấn là gay, thế thì sao phải làm đám cưới chứ? Hả? Cưới ai? Đùa. Làm gì mà choáng thế? Tôi cưới thật đấy, nhưng mà cưới con trai. Nhớ phải ra dự đám cưới đấy nhá. Tuấn cười ha ha, đúng cái giọng cười quen thuộc. Hắn nghe thế thì cũng bật cười theo, thấy mừng cho thằng bạn. Thật hả? Chúc mừng nhé. Khi nào tổ chức thế? Đầu tháng sau. Kết hôn thì tất nhiên là chưa được chính thức công nhận, nhưng mà vẫn tổ chức tiệc mừng đầy đủ luôn. Nhớ phải ra dự đấy. Nếu mà kịp sắp xếp công việc, cố gắng sắp xếp nhé. Thôi, có gì nói chuyện sau nhé, ở đây ồn quá. Hắn chào Tuấn rồi tắt máy. Trời lại đổ mưa. Từ cửa sổ căn hộ chung cư hắn thuê nhìn ra lúc này là một màn mưa trắng xóa, chẳng nhìn rõ vật gì nữa. Trời và đất cứ như hòa làm một vậy. Một tháng sau, hắn lấy máy ra gọi cho Tuấn.
Ê, đang làm gì thế? Khoảng 2 tiếng nữa ra sân bay đón tôi nha. Sắp xếp được công việc ra ăn cưới tôi rồi hả? Ừ, với lại lần này tôi ra cũng có một chuyện quan trọng nữa. Ừ, chuyện gì thế? Tôi ra cam ao với gia đình luôn. Trời, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến hả? Tuấn lại cười ha ha. Thế lần này ra được bao lâu? Tôi ra hẳn. Ngồi trên máy bay, tranh thủ viết vài ý tưởng mới nảy ra vào quyển sổ nhỏ. Vẫn giữ thói quen cũ, bắt đầu là câu "Một khoảng trời đầy mây". Viết rồi, hắn lại nhìn ra ô cửa sổ đọng một chút hơi nước. Ngoài kia là nắng vàng và mây trắng. Hắn thấy yên bình quá. Con người ta đi là để lớn lên, có lẽ vậy. Với hắn, hắn biết hắn trở về không phải là vì đã quên được một người, mà là vì hắn nhớ nhiều người khác ở Hà Nội, gia đình, bạn bè. Hắn nhớ Hà Nội. Còn Sài Gòn, hắn sẽ trở lại khi nào thấy cần phải chạy trốn để hong khô trái tim mình một lần nữa. Các bạn vừa đón nghe câu chuyện có tựa đề Hà Nội Trốn của Bunny Boy qua diễn đọc của Mạnh Thắng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng mình nhé.